chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã tiếp tục quay trở lại với kênh Bonsai Lệ Nguyên, giới thiệu một số hạt mặt hàng miền Tây, hoa và trái nha. Xin chào anh Lợi ơi. Xin chào bà con đang xem kênh Bonsai Lệ Nguyên. Tiếp tục thì anh đang làm cái clip thứ 64 để giao lưu với bà con một số hoa kiển nha bà con, và cũng có các loại cây ăn trái nữa nha. Hôm nay gồm có 19 tác phẩm để giao lưu với bà con qua số điện thoại của em ạ, 0772 877278 nha. Em ở tại khu vực Thế Hòa, phường Thái An, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Rồi hôm nay vô là mã số 1F nha bà con, là một cây khế nha. Khế này là khế chua ghép khế xí nhật nha bà con, khế nhật ăn trái nha. Cái này thì ngày hôm qua thì nó trái chùm cho nên khi vận chuyển về nó rụng hết trơn rồi, trái rất là to nha bà con. Đây, khế này là khế kiển nhưng mà mình ăn trái luôn nha, rất là lớn. Đây nó khế bên này đang lên hoa luôn nha. Đây qua được một chùm ba bốn trái mà nó vận chuyển bị rụng nha bà con. À, làm chuẩn bị cho ra rất là nhiều rồi nè. Bông đang lên. Chiều cao của nó nha là 42. Đây tán rộng là 44 nha. Cây này thì có cái dáng siêu nha, nhưng mà hàng đã thần chậu rồi bà con yên tâm, cây sống tốt khỏe nha. Đây mắt ghép thì rất là to rồi. Hoành này của nó là 22 nha. Đây hoành 22. Đây okay. Trái nó rất là lớn nha bà con, cái ghép mình chắc lớn nha. Hôm qua nó bị rụng chỗ này nha. Đây. Cái này giao lưu thì em sẽ rút chậu ra nha, em sẽ thay cái chậu nhựa cho bà con nha. Rồi mã số là 1F nha, có giá là 700.000 đồng, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Rồi mã số 2F. Đây một cây bông giấy Thái nha. Đây màu cam. Đây rất là đẹp nha bà con. Màu này giống màu đỏ, đỏ cam. Đỏ cam nha. Đây hàng này thì đang cho nụ hoa luôn. Chiều cao là 79 nha. Tán rộng này của nó là 62. Đây cái này người ta đã vô dây sửa hình một cái bình nha. Một đây thân thì bằng ngón tay thôi. Này một cốt nha bà con. Đây rất là đẹp luôn. Đây qua giấy Thái nha bà con. Mã số 2F này có giá là 500.000 đồng nha, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Hàng này thì đang cho lên nụ nha bà con. Đây mã số 3F nha. Đây cũng là một cây bông giấy Thái luôn. Màu vàng cam ha. Đây hàng này cam, đây rất đẹp vàng cam. Hàng này là đang cho nụ rất nhiều. Đây hàng này thì em sẽ đi ship đi, em sẽ xử lý kỹ cho bà con nha. Nhiều khi nó cũng cũng bông chút đỉnh thì bà con cũng thông cảm nha. Màu giấy thì mau lợi xuất lắm, bà con mình cứ trồng ngoài nắng nha. Trong vài bữa thì nó sẽ đâm lại rất là ok luôn. Chiều cao là 78 nha. Tán rộng này là 55. Đây cây này thì cũng một cốt luôn nha bà con. Cây hình chậu, bông nó rất là đẹp luôn đây. Cốt cũng phải ngón tay nha. Đây phải ngón tay thôi. Đây rồi cũng có giá là 500 ngàn đồng luôn nha. Đây bao gồm phí ship nha bà con. Đây tiếp tục mã số 4F. Một cây Mỹ Hồng nha. Rất là đẹp luôn, Mỹ Hồng chân dài. Đây đã xử lý qua đây, rất là gọn luôn nha bà con, bông và nụ đây. Này nó lên nó 100% mà nha, về bà con mình là mình cây qua rất là đẹp luôn nha. Chiều cao là 130. Tán rộng là 95. Có thoát thân cao hay đâu thoát thân nha. Đây. Thoát thân này của nó nha, là 55. Rất là đẹp luôn nha. Đây cái này bà con họ chơi thoát thân cao, cái này chơi rất đẹp nha bà con. Hàng thuần chậu vậy đó, đó có cô chú chị mình chậu. Cứ ăn cho sức khỏe nha. Hoành thân này 7. Hoành 7. Đây cây thần chậu nha bà con, sống tốt khỏe nha bà con yên tâm nha. Đây bông ở đây rất là gọn luôn. Đây nụ ra 100%, rất là đẹp nha. Rồi mã số 4F nha, có giá là 950 ngàn đồng nha, bao gồm chậu luôn, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Rồi mã số 5F. Đây một cây bông bụt Thái nha. Đây bụt này là bụt bông kép nha bà con, rất là đẹp. Nụ lên khá là nhiều đây, rồi đó. Đây. Và nụ đang lên là đều hết trơn bông luôn nha. Bông rất là to. Vậy bà con mình chơi qua gỗ luôn, cái rất là đẹp luôn. Rồi, chiều cao này của nó là 80. Tán rộng là 75 nha. Đây, bụt cánh kép nha. Loại bông bụt này cho ra hoa quanh năm luôn. Em đo một thân lớn thì của nó thôi nha, là 9 nha. Đây, cây thì hàng thần chậu bảo đảm cho bà con luôn. Đây, mã số 5F. Đây, bông đây nụ rất là gỗ nha bà con. Rất đẹp luôn, tàn thì tròn rồi. Đây có giá là 600 ngàn đồng nha, em bao ship cho bà con toàn quốc luôn nha. Bụt thì hôm nay có một cặp thôi. Đây chúng ta cũng gọi là bông bụt lồng đèn đó nha bà con. Rất là đẹp, đây bông của đây to hơn cái bông hồng mình luôn nha. Chiều cao là 80. Nụ rất là nhiều. Tán rộng là 85 nha. Đây nụ đây, bông rất đẹp nha. Cây thì là một cốt thôi, cũng là hàng thường chậu luôn. Hoành này của nó là 12 nha. 12. Đây rất đẹp nha. Chứ
trên cửa nhà mình bông đỏ rất đẹp luôn. Rồi cũng có giá là 600.000 bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Rồi tiếp tục em có là mã số là 7 số 8, một cặp bóng trắng nha. Đây qua bóng trắng nha bà con, bông cái này giống như trắng bóm luôn nha. Đây rất là đẹp, bông màu trắng này thì ra quanh năm nha. Chiều cao này của nó là 52, tán ngang là 42. Thằng này thì em giao lưu một cặp thôi nha, em có một cặp thôi. Đây cặp này thì giao lưu với bà con có giá là 300.000 đồng nha, thân thì bằng ngón tay thôi nha. Đây bóm trắng rất là đẹp nha bà con, bông ra quanh năm. Đây mã số 9, đây là một cây cốc phái xương trái luôn. Đây cây đây. Nhỏ mà đã mang trái rồi nè. Đây trái này rất là sai nha bà con, về mình trồng dưới đất lên là trái quanh năm. Cây thì cây thùng chậu luôn nha, hoặc là mình về mình trồng trong cái chậu lớn nha bà con. Chiều cao là 79 nha. Đây trái chùm đây, siêu trái cốc thái nha bà con. Đây mình đang trái cho mình làm cây giống luôn nha, hàng thùng chậu. Con này thì ra trái là siêu trái lắm nha, mã 9F nha. Thân thì khoảng bằng bự ngón tay cái thôi. Đây thân nó bự ngón tay cái rồi nha, thân thì khoảng 6 rồi, 7 yếu rồi tính 6 đi. Đây rồi 250.000 đồng bao ship cho bà con luôn nha. Đây mình về mình trồng xong rồi mình ăn trái rồi mình trồng xuống đất nha bà con. Nó rất là mau lớn mà phát triển nha. Mã số 7F. Trái cũng khá khá. Đây, mỗi cây là đều đã cho trái xài hết luôn. Rất là dễ có trái nha. Rồi chiều cao này của nó nha là 70. Thân thì có một cái cái thôi nha. Đây một cái cái thôi. Đây sẽ chùm đây. Rồi cũng có giá là 250.000 đồng luôn nha. 250.000 đồng bao ship cho bà con luôn. Rồi tiếp tục mã 11F nha. Đây là một cây là Ngọc Long Châu. Ngọc Long Châu nha bà con. Đây bông nó đây màu tím, trái màu tím luôn. Bông trái thì ra quanh năm, trái rất là đẹp nha. Đây bà con xem đây. Đây trái rất là đẹp luôn, ra quanh năm nha. Rồi. Cây này là cũng cây thuần chậu luôn nha. Hoa nở thì bắt đầu chuyển từ màu xanh sang tím. Chiều cao là 58 nha. Tán rộng của nó là 52. Này thì dạng bụi nha. Đây chùm về mình chân trái nó rất là đẹp. Đây Ngọc Long Châu. Cái này giao lưu với mình có giá là 200.000 nha. Đây em bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Rồi mã số 12F nha, cũng cây Ngọc Long Châu luôn. Đây đang cho hoa và bông trái nó ra truyền với nhau nha bà con, ra quanh năm. Đây chiều cao này của nó nha là 47. Tán rộng là cũng 47 luôn nha. Đây. Rồi 12F này cũng có giá là 200.000 luôn nha bà con. 200.000 đồng thôi. Đây bà con mình về mình vô cái chậu kiểu là mình chân rất là đẹp, trái ra quanh năm. Rồi mã số 13F. Đây một cây Mỹ đỏ lá lớn nha. Cái này thì đang cho hoa rộ đây. Bông và nụ đây ra rất là đẹp. Đây. Này mình về mình chân luôn nha. Chiều cao của nó là 75. Tán rộng là 70 nha. Đây bông đây. Xem kỹ nha, rất đẹp nha. Dạng bụi chứ anh. Tán là rất trồng, cái này thì dạng bụi nó mà lùi một bệ nha. Cùng một bệ đế thì phân nhiều không? Tay thôi. Tay nó không có tay thôi. Cây thì cây hàng thường chậu bảo đảm cho bà con yên tâm. Đây có giá là 350.000 đồng thôi nha. Đây 350.000 đồng bao ship tặng nhà cho bà con mình luôn. Này thì cây này cũng hơi to lớn nha bà con. Màu đỏ này rất là rực rỡ đây, luôn. Rất là đẹp luôn. Mã số 14. Đây đang bung lộ nha. Chiều cao là 75. Đây tán rộng là 80. Đây bông đây. Bao bông cho bà con luôn nha, bao đẹp luôn. Con này về nhà bà con mình trưng là trong vòng khoảng hơn nữa. Đây, Mỹ đỏ này nha, rất là lâu tàn nha bà con. Đây hàng này về mình trưng nhà rất là lâu tàn luôn. Mã số 14F nha. Đây có giá cũng là 350.000 đồng bao ship cho bà con mình luôn nha. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp tục là mã số 15. Đây một cây giấy Ấn Độ, Ấn Độ nha. Giấy này cũng giống mới nha bà con. Bông ở đây bông đổi màu phải không anh? Đổi màu nha, rất là đẹp luôn. Cây này là cây ghim nha, hàng này thì đang cho lên nụ rất là nhiều nha bà con. Hàng này em lựa hàng nụ về bà con. À, đặc điểm của giấy Ấn Độ là nó rất ít gai nha. À, ít gai. Đây em quay thân cho cô chú anh chị mình xem kỹ nha. Không chiều có cao là 77, tán rộng là 62 nha. Hoa thì rất là đẹp, đổi màu. Rất là đẹp luôn, bông của nó màu son rất là đẹp nha. Cây này thì một cũng một cốt luôn nha bà con. Đây thân ở đây, thân nó khoảng 67 thôi. Đây thằng này đây một cốt luôn nha, 67 thôi nha. Cây thần chậu bảo đảm cho bà con luôn. Thằng này về mình chơi qua là lâu tàn nha. Đây giấy Ấn Độ giống mới nha. Rồi mã số 15F. Cây này thì giao lưu với bà con có giá là 600.000 đồng bao ship luôn nha. Rồi 16F đây là một cây là
mực quế lá xoắn bông chùm. Cái này người ta đã vô dây chỉnh sửa rồi nha. Hàng này là hàng bonsai rụng lực nha bà con. Đây, tàn lắm bệnh rồi nha. Cây rất là xanh tốt luôn. Chị qua bông rất là thơm, bông chùm nha. Chiều cao là 59, tán rộng là 60. Đây, cây thì một cốt nha. Mấy thang này già, mấy cốt nó già. Hoành này là 17 yếu nha, tính 16 đi. Rồi quay đây, một vòng cho cô chú anh chị mình xem mũi đế nè. Đây, đế rất là đều luôn. Đế cũng nở ha. Đây, đế đều 24 giờ đế chảy nha. Đây, cây đây rất là đẹp nha bà con. Đây, rồi có giá là 800 ngàn đồng bao ship toàn quốc luôn nha. Bao gồm chậu cho bà con mình luôn. Đây, cái giá rất là dễ chơi luôn nha. Rồi, tiếp tục cũng là cây nguyệt quế nữa nha. Đây, mã số 17S. Đây, nguyệt quế lá sắn bông chùm. Này, người ta cũng vô hết mấy nước dây rồi nha bà con. Toàn là đều hết rồi. Chiều cao của nó nha là 63, tán lá rộng này của nó nha là 70. Đây, cái này cái chậu khi vận chuyển hơi bị mẻ cái chậu, chậu này chậu nhựa nha, qua không sao nha. Hoành em đo vị trí là 20 nha. Đây, đế thì cũng rất là đều luôn. Đây, vô dây nhôm là đều hết trơn luôn rồi nha bà con. Đây, hàng này em về mình chơi qua. Rồi, mã số 17S nha, có giá là 850.000 đồng nha. Đây, em bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Rồi, 18S. Đây, cũng là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm luôn. Đây, cái này lùng lực nha. Đây, chiều cao này của nó nha là 52, tán lá rộng là 62 nha. Cây này đế nở nha bà con. Đây, bà con xem kỹ đây. Đế đây rất là đều luôn nha. Cái này đế khá đẹp. Đây, những cái này thì đều có đế hết nha bà con yên tâm. Hoành năm đo vị trí là 22 nha. Gỗ rễ nha bà con. Đây, bà con về hàng này, về bà con mình môi đế một tí xíu nữa nha. Thì rất là đẹp luôn nha bà con. Đây, mã số 18 nha, có giá là 800 ngàn bao ship cho bà con luôn nha, bao gồm chậu luôn. Rồi, mã số 19F nha. Đây cũng là một tác phẩm cuối clip của ngày hôm nay. Một cây linh sâm siêu bông. Cây đã vô dây chỉnh sửa hoàn chỉnh rồi nha. Đây, hàng này ấm tàn bệnh hết rồi. Hàng này mình để bàn chơi rất đẹp luôn. Chiều cao 42, tán rộng là 52 nha. Thân em đo vị trí này là 18. Đây, cây này thì xong thân. Hoành một thân là 12 nha. Đây, bonsai mini để bàn rất là đẹp luôn. Đây, bàn chia tay ấm bệnh chân nha bà con. Cây rất là có duyên. Rồi, 19 này có giá là 1.200.000 đồng, bao ship toàn quốc luôn nha, bao gồm chậu luôn. Đây, thì cuối clip thì em cũng xin rất chân thành cảm ơn thời gian qua bà con đã đăng ký kênh và ủng hộ kênh Bonsai Lại Nguyên. Và hẹn lại clip sau. Xin cảm ơn rất nhiều. Mến chào tạm biệt quý bà con và hẹn gặp lại vào những clip sau nha. Em xin chân thành cảm ơn.